cao cùng với tước hàm đài cao cửa dòng mà hàm tu hành. Khi tôi đói tôi hái lá cây cùng xài đỡ một hai bữa. Hái lá cây ăn luôn. Vậy chứ sao bây giờ đói ta xin không cho thì mình thấy để xin thì mình tiếp nhận, mà ta không cho thì hái lá cây dùng xài. Hôm nay tu hành nào lượng mặn chay, miễn tâm thanh định gặp ngày ăn thôi. Đối chúng sinh nào cũng cái gì, còn sống thì nuôi, chết thì chôn. Giàu nghèo khác nhau, các bụi bằng nhau. Thì tôi nghĩ tôi là người cắt bụi. Ngày tôi bỏ xác thì tôi nguyện cầu là vô trong rừng tôi bỏ xác làm phân đi. Ông nhà ông ở đâu? Tôi nhà của ai đâu, tôi ở nhờ, tôi có biết là ở nhờ nhà hai chủ tôi không, tôi có biết được. Ông qua đây có hỏi thăm ông tí xíu được không? À, cậu là nhà báo chí hay cái gì cũng có tự đi. Dạ con chỉ bình thường thôi. Mà tôi không có đậu ngón, nhưng mà cậu có chức vụ gì đó. Dạ. Cậu chức vụ nhà nước. Tôi không có làm nhà nước. Cũng hỏi cho hỏi chẳng hạn, tôi có hơi cậu gì lắm đó. Dạ. Ngủ với người cũng có chuyện là tôi biết chuyện không được. Dạ bây giờ ông qua bên đây đi, ồn quá con ngăn nói chuyện ông tí xíu được không? Được chứ. Dạ qua đây đi ông. Cầm mặt ông tên chứ tôi đâu có điện thoại. Dạ. Cậu gì lắm đó. Dạ. Không biết. Dạ. Tôi có bà con trong họ có gì đâu. Dạ qua đây đâu. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Trên cái đoạn đường đi á thì Bùi Hồ có gặp được một ông cụ giống như là một ông hành khất á. Và bây giờ thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị nghe ông cụ nè tâm sự vì sao ông lại như đi như vậy và mình có thể giúp đỡ được ông điều gì không ha. Dạ con chào ông. Thì lúc nãy là con đi đoạn đường con gặp ông quải lĩnh thỉnh đồ đây nè. Thì ông đi đâu về đó không? Ông ở đâu? Tôi người không có nhà ở đậu là vấn đề hồi đó giờ là ở nhờ bà con trong họ bên nội bên ngoại tôi nhà hai chủ chơi không thấy niềm phúc quá. Nhưng mà ông được sinh ra ở đâu á? Sinh ra thì ở xứ sở là Phú Hội. Phú Hội à, Phú Hội là An Phú á, huyện An Phú, huyện An Phú tỉnh An Giang. Rồi bây giờ là ông đi đâu mà ông quải lên khỉnh đó? Tôi đi đây là vì trong họ là Phật nào cũng dựng lòng dựng tâm miếng đầu cho mang ơn không cho mang ơn. Vậy à, ông theo đạo Hòa Hảo hả? Không có đạo nào hết trơn, chỉ là niệm Phật thôi. Chỉ là niệm Tây An có à... Tây An là có tiếp nhận Đức Phật thầy Tây An. Ờ Đức Phật thầy. Dạ. Ông thuộc câu nào của Đức Phật thầy Tây An không? Thì Tây An ngài nói á là hôm nay tu hành nào lượng mặn chay, miễn tâm thanh định gặp ngài ăn thôi. Đối chúng sinh nào cũng cái gì, còn sống thì nuôi, chết thì chôn. Đi chợ mua cái chết cho thầy, còn cái sống thì để thầy nuôi. Và nhân dọc bằng nhà. Nhưng mà ngài á, ngài thầy có hết nói chuyện á, thì đưa thầy xuống đất bằng mọi đất. Thì tôi cũng muốn gì thôi. Có nhiều kỷ niệm đó là tôi chủ trì theo Phật thế an toàn. Chứ ngoài ra tôi không hứa gì. Dạ. Ông thứ mấy? Tôi thứ tư tên Đổi, Lê Đổi. Chú Đổi hả? Lê Đổi. Lê Đổi. Mà Lê Văn tôi cũng trong giấy Lê Văn mà tôi ấy là tắt tắt Lê Đổi. Ông là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng tôi người là tuổi thì tuổi thiệt tôi là con ngựa. Là năm nay 70, nhưng mà ta nói có ta nói khác đi. Ta nói là 66 gì. 66. 66 tuổi. Dùng trong giấy 66 nhưng tôi thiệt tôi là 70. Rồi ông không có đi xe thì sao mà ông phải lội gì? Nhưng mà muốn viếng thăm bà con trong họ trực tiếp là có nói chuyện gì cũng được. Nhưng mà người chết tôi không nói chuyện được. Bởi vì người ta cầu nguyện Tây Phương hoài tôi không bên được. Bởi ở đây có là Tây An với Tây Ninh. Nhưng mà nếu Tây Phương hết thì Diêm Dương không có sao làm không. Tôi không tin hồi đó tôi cũng có trường trai mà tôi nhận thức. Ông ăn trường trai? Bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ có chi dùng chuyện đó. Dạ. Cá sống là tôi thả, mà cá chết thì tôi dùng xài. À, cá sống thì ông thả, còn cá chết thì ông dùng. À, nếu ai tặng cho cá sống thì tôi thả. Dạ. Còn nếu cá chết thì dùng xài. Dạ. Quy luật nó có bằng. Dạ. Tôi vì tất cả anh trăm họ chúng thấy những từ mờ còn sống trực tiếp cái gì. Dạ. Tôi làm ăn luôn. Dạ. Ông có vợ con gì không? Nam Mô Tam Bà Địa Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì lỡ lời.
tình yêu nào cũng hiền hiếm, nhưng mà chỉ ta làm vua không có làm 100 tấn vàng cũng được. Nhưng mà vì tôi quê quá kinh sách, quá nhận thức là từ đời dự thi tới khi mà ông nào đã tu hành chỉ có quan âm Bồ Tát dưới Phật Đức Ca là tôi tiếp nhận. Còn cái khi đóng tâm tạng thì tôi nửa tin nửa không, chưa có lịch sử. Dạ là như thế nào, ông có thể kể cho con nghe với. Thì kể coi lịch sử mà tất cả. Tại sao phim Đường Tăng, phim Tây Du Ký mà nửa tin nữa không? Bởi vì tôi không hiểu hết. Bởi vì có người nói là tự ông Khu Trường Thương ông chế biến. Nhưng mà cái đó cơ sở tôi không dám hứa. Nhưng mà đây hôm nay có chứng lại là Phật Thích Ca với Quan Âm Bồ Tát có hai người đánh chân, gần đây là Phật Ra. Ông giải thích cái đó là tôi cũng tiếp nhận. Giải thích như thế nào hay không? Thì tôi không phải là Phật giáo Việt Nam, nhưng mà Phật thời gian có rồi, tôi đâu có hứa là để theo Phật giáo Việt Nam. Tôi theo là tâm lý Phật thời gian là an toàn. Có nghĩa ông sống một mình để ông đi viếng thăm mọi người? Viếng thăm chứ ở luôn cũng không có. Cơ quan nhà nước cũng mời tôi hứa là ở để ở nhờ, chứ ở luôn cũng không có. Rồi tối thì ông ngủ ở đâu? Thì mình trời đất ai thương thì cho ngủ nhà, không thương tôi ngủ ngoài mưa gió bình thường. Ngủ mưa gió luôn? Thì mưa gió chứ, người ta không cho thì phải chịu. Nhưng mà tôi ở nhờ chứ, thế gian tôi ở nhờ, tôi luôn hứa của tôi. Dạ, đời là cõi tạm mà đúng không? Cõi tạm á. Thành ra tôi nhớ thì còn hôm nay thì khoa học nói giàu nghèo khác nhau, các buồn nhau, tôi vì tất cả cho mình. Giàu nghèo sao không? Khoa học nói giàu nghèo khác nhau, các buồn bằng nhau. Thì tôi nghĩ tôi là người cắt bụi. Ngày tôi bỏ xác thì tôi nguyện cầu là vô trong rừng tôi bỏ xác làm phân cây cỏ là tốt hơn. Vì sao ông chọn cái cách đi như thế này để mà viếng thăm mọi người? Bởi vì từ đó là lịch sử thực thạo thiên lập địa là có lạc ông muôn bảo cơ là vĩ đại. Tạo quá hôm nay mà đối với gia đình mình cũng cha mẹ mà nhà ai nó cúng. Cái nội tôi ngoại tôi nhà ai nó cúng thì nhà hai chủ thì thiết. Thứ con bả là tôi không có đem gì chỉ sang trọng mà không có gì hết. Mà trên lịch sử là các ông giáo chủ tu làm sao không? Ông đi như thế này lâu chưa? Trên 40 năm. Dạ? Trên 40 năm. Đi bộ như thế này trên 40 năm? Có đi xe. Tôi đi tới Hà Nội mà. Đi tới Hà Nội luôn? Hà Nội mà đi xe, nếu mà các cần thiết là đi xe. À. Có tiền thì cho tiền, có tiền xin vui nha. Dạ. Làm gì ông đi như thế này, ông làm cái công việc gì để mà có tiền để mà đi? Nhờ bà con trong họ là xin ta cho, không cho thì đi bộ. À. Người ta cho thì mình có tiền có uống ra, không có thì cũng đi bộ. Dù khi tôi đói tôi hái lá cây cùng xài đỡ một hai bữa, hái lá cây ăn luôn. Vậy với sao bây giờ đói ta xin không cho thì mình thấy để xin thì mình tiếp nhận, mà ta không cho thì hái lá cây dùng xài, người ta thấy gì ta đưa vô cơm nước. Ông hái lá cây lá gì ông ăn được? Hái gì lá gòn hay là lá sung? Ăn lá cây luôn. Lá xài. Tối đêm nay thì ông dự định ông ở đâu? Không hứa được. Đi hoài chứ này kính mưa nắng thì không có đủ cây với tôi hồi đó giờ biết. Hồi đó giờ cũng ngủ gốc cây luôn? Có chứ. Ngủ được bao nhiêu lần rồi? Trời tôi ngủ bốn mấy năm trời mưa sao bây giờ yếu rồi. Tôi còn hồi đó tôi vô rừng tôi ở chậm mấy tháng là mưa sao tôi ngủ vậy. Ông có nghĩ rằng ngày hôm nay là con với ông gặp với nhau là có duyên không? Thì tôi muốn cần biết là còn nói chuyện là tôi xin được ơn. Trời chỉ thế giới này 100 người tội hơn 100, ít nhiều của Phật không có tội. Dạ. Tôi hứa Phật không? Tôi không muốn cãi các ngài. Các ngài của bản lĩnh là về Phật. Và các ngài là không còn đau khổ. Dạ. Thì theo ông thì như thế nào, hiện nay làm như thế nào để cho nó đúng theo con đường của Phật đó không? Thì trước hết đó, là tìm không không là phải làm dùm chỗ thế gian. Chứ không phải cũng của mình làm dùm chỗ Phật là chân Phật. Nhưng mà mình nghĩ là cái xác thân này là để đến ngày mà bỏ xác đó là chúng tôi đừng làm phân cái cỏ có lợi hơn. Nếu ai thợ cúng mình cũng còn có thợ quản với Đức Quản. Đức Quản dài ra đi là không bao giờ để cái gì đúng. Người nghèo khó tu hành nghĩ thẳng không cầu siêu quả theo. Ông nói là chậm câu đó con nghe với. Người nghèo khó tu hành nghĩ thẳng không cầu siêu quả theo. Đức Quản không ai cầu siêu. Ngày ra đi trình báo ngày mai tôi đi. Tới bây giờ là không thấy là lịch sử là thi hài. Có nghĩa là người nghèo thì chỉ cần ngay thẳng thôi. Người nghèo khó tu hành ngay thẳng không cầu siêu và quả sao. Dạ. Làm tội cúng lại khó chịu được. À, làm tội cúng lại thì khó. Làm tội cúng lại khó chịu được là không chịu được. Dạ, không trị được. À, làm tội hưởng tội là không chịu tội. À, phải hưởng tội mới được. Hưởng tội. Hưởng tội là chẳng hạn là đối với thầy ông nói 100 cái lần cũng không được.
con kiếm cái người đó là thấy phải đồng đội bỏ cùng cây tiểu phú chi muôn nhân vật quần ra cũng lắm. Con nghe ông nói chuyện á, con cũng hiểu. Và ông thì chắc có lẽ là đọc qua nhiều kinh giảng của Đức Phật Thầy Tây An. Thôi qua thôi, chứ tôi cũng không có thuộc nhiều. Dạ. Đồng tư giác thôi. Dạ. Mà tôi không có lại nha, xào xá thôi, chứ bỗng đầu lại thì tôi không có. Tôi không lại. Tôi không có lại nha. Tôi chỉ là xá thôi, chứ tôi không có xào xá. Mà thôi, ví dụ mà trời Phật bắt tội tôi như là cái bác dưới thường tôi không có lại. Tôi vẫn tội với còn lại tôi. Ông cảm thấy đi như thế này nè, chịu mưa chịu gió thì ông có thấy mình khổ không? Không, vì vui vẻ hơn đó là tất cả. Vì sao vậy ông? Không buồn vui hơn tất cả. Không có giờ ngày nào cũng buồn. Tại sao lại vui? Ngoài mưa gió cũng vui chứ không có buồn. Ở sao mời tôi vô khách sạn là nhà trọ tôi cũng vui được. Không vui được. Cũng ngoài mưa gió là vấn đề nó có đầy đủ là sự ấm cúng. Ngủ ngoài mưa gió mà vui hơn. Vui hơn, ví dụ lạnh quá thì có cái áo mưa đó mặc vô thì mưa gió quá. Từ đó giờ ông ăn chay trường được bao nhiêu năm rồi? Không, tôi ăn trường bữa hết thì tìm hiểu mới vô học thôi. Mà xét không đúng. Tôi ngon thì mặn ghét con trai. Con trai ghét con mặn không ra chỗ nào. Tôi tự giác sáng tâm. Gom trí huệ từ đi trước ngát, bốn ba năm ngày tháng dập dồn, ba thừa dung sắc lệnh thế tôn, khắp họ giới truyền khai xin đồng gửi. Khi năng gớt thì anh cho mơ, không cho mơ. Ai thích được nhiều, ai thì cũng phải dùng. Có nghĩa là ăn mặn, ăn chay nó không quan trọng trong việc tu. Đối với ông á, có thời gian cũng không phải dùng chay, dùng mặn mà không có dùng chay. Có khi dùng được cái đó. Dạ, nhưng mà dùng con vật chết chứ không dùng con vật sống. Ừ, dùng vật chết chứ không dùng vật sống. Ai cũng vật hết, chúng sinh là vật. Không có sang trọng gì hết. Con vật nó cũng có linh tính mà. Đồng ý, chúng sinh là Phật. Dạ. Con mũi cũng là Phật. Biết sống với chết là Phật. Nhưng mà tại vì trong quá khứ vị lai chưa tiến hóa được như mình. Phải không? Có thể là người này 100 kiếp mà người mới sinh đi có 1 kiếp phải không tập. Đi ra tới quy định thôi không? Cũng may mà ăn uống sẽ gì. Chứ tôi không biết được hả? Dạ. Tình yêu nào cũng phải thương sinh hết. Ngày nhớ lịch sử của chúng ta. Hiến thân cho cá dùng thài, hiến thân cột dùng thài. Ngày có bao giờ cũng dễ hay tôi. Thành chữ nghĩ cái đó là tôi không cảm tất cả. Tôi là bạn trong Di Lát này, tôi không có hẹn ai chứ. Điện thoại tôi không xài gặp mặt là tên. Điện thoại không xài luôn? Không xài tất cả, rồi nóng không đổi luôn. Dép này bác sĩ nếu bắt buộc nó mang dép. Rồi ông đi chơi mẹ mang bệnh thì nó cắt một đồ ông. Mấy lần bữa tôi mang dép. Đầu ơi trời chân nó đập đất mà bị bác sĩ không có chỗ. Bắt buộc mang dép, nếu mà lỡ đây cắt đồ ông hết đi. Này á, nó không đội luôn. Nó không đội rồi, dép không đội thì tại bác sĩ, đây dân là bác sĩ. Ông đi đụng chạm rồi nó cắt vô ông này cục ngồi tại chỗ đi không được đâu. À. Đi thì mang dép đi. Dạ. An toàn đi, có bởi vì bác sĩ là ta tính giúp. Dạ. Ông ấy để chân nhưng mà nó vô lên cục không đi được. Vậy là coi như ngày hôm nay con có duyên lắm thì con mới được không gặp ông. Có duyên hay không, tôi vì chính họ là lại cậu muốn biết không biết tôi là hạng nhỏ thôi, Phật Thích Ca hiến thân cho cá, cọ và tôi lao động tôi dặn hơn Phật Thích Ca. Ông nhìn lẹ hơn tôi, ông có là đại hùng đại lực, tôi có chút chút, đúng không nhầm gì. Đại hùng đại lực là gì không? Thích ra ông đại hùng đại lực, ông dám hiến thân cho cá, cho cột, dùng xài mà tôi luôn hiến. Đâu được có làm quen tôi nữa. Sao vậy ông? Các giáo chủ tôi người ở dơ, không có nhà cửa, ta sang trọng là thầy chùa vườn không ra, như xíu quen, làm quen cái đó, ta chở tôi đi. Trời ạ. Tôi bộ mà. Ông nói với con á, là người mình á là chỉ là cõi tạm thôi. Đúng rồi. Có nghĩa là giàu nghèo nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà tại cậu nói vậy chứ tôi thì tôi muốn tính để là ai thích tôi chiều, ai thì tôi giọt chứ tôi người cô đơn là không biết phải quấy. Dạ. Khỏi câu chuyện. Cậu muốn nói chuyện không? Ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm. Tôi có. Và con không biết như thế nào nhưng mà hôm nay tình cờ con không lợi dụng cậu ngồi xuống điện này không? Dạ. Con gửi cho nay mặt cho cô chú gửi cho ông một chai dầu. Để ông sức mỗi khi ông được, nhưng mà vấn đề là còn nào xài được tiếp nhận. Dạ, cái này còn xài được không? Cái đó cũng xài được nhưng mà tôi không lợi dụng cậu là số tiền này. Con dạ không, cái này là con, cái này con gửi cho ông. Để đồng ý tôi hứa ông nhận giùm con ha. Có gì ông đi xe. Nhưng mà tôi không có thiếu tiền. Nhưng mà cái tiền này ông giao duyên với các Đức Phật tôi tiếp nhận. Dạ dạ, cái này con gửi cho ông. Rồi gửi cho tôi để dạ. Nếu tôi ở đây tạm giả thế gian này, cô thế gian
mà nếu ai cần xài cũng được. Dạ. Chứ tôi không hứa là của tôi. Dạ. Của trong họ. Dạ. Nói chung là một cha mẹ, mà hôm nay gặp gỡ một cha mẹ là đối về hôm nay là tôi muốn là thích ra là giáo của ta bà này mà các nước cũng tôn trọng là các chùa nước nào cũng có rất nhiều. Bây giờ tôi hát lịch sử Châu Thanh này đóng phim với tôi không có đóng phim à? Dạ. Mà tôi ở mình tôi đóng phim được mà cũng không đóng. Dạ dạ. Giống như ánh đèn mà em ngủ xa nhìn em lần cuối để chia tay đời không đạo đời vô liêm sỉ đạo không đời đạo biết dài an đêm đã khuya rồi ta từ tà giá đi đêm thanh dần tiếng đàn pháo nhạc nghe chúa tường đông bắc qua nam Thích Ca cùng phải tước hàm đài cao cửa rộng mà ham tu hành thân bất độ hà thân vô độ cũng nhận được chẳng quan là khổ hại dốc đồng lòng phong dài cho thân tâm diều thân tâm khỏi chốn mê lầm bờ giác ngàn ngưng bước sanh giới già hai chữ hoài hoài Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm Phật còn nghinh bậc còn sai còn chật chay thiệt tánh chay tâm mới quy trường chay chưa có lập trường chưa có trường chay. Chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng xin kết thúc clip tại đây. Rồi bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bác anh chị ở video clip sau ha. Nhưng mà tôi hát cái này được.